Bác nha, hàng đi ngày 31 tháng 12, đơn hàng cuối cùng, những đơn hàng cuối cùng của năm 2018 lên được ngày mai mùng 1 bọn em bán đơn hàng mới. Đấy. Giờ này phải tranh thủ bên bên Viettel họ vẫn còn làm việc, phải đóng đi một chín nữa không có là không kịp. Mai nghỉ đấy. Mai họ nghỉ mất rồi. Bây giờ đây này, cũng 3 rưỡi là về đấy kịp đi chiều này. Không có là không kịp. Rất là vất vả. Cái này về phải chiết chiết lại đây, không có thế này là bị cắt mất rơi rồi này. Cái cục này này. Hai ông khách đấy, hai ông khách này đang đến ngắm loa, chưa mua được cái gì, đang phải chờ. Đây, loa này để gửi xe. Đây, đây vang này này, chưa bóc cái này, rất nhiều, bận quá nó chưa bóc, mai mùng một, phải nghỉ một ngày. Đấy, vàng này nhá. Vàng đây này, chưa bóc này, về đến nhà chưa bóc. Mic đang để đây mà chưa soạn đây này. Mic đây này, đấy, rất nhiều. Mấy thợ nhà mà đóng không kịp. Bữa nay là không có loa đi. Chủ yếu là vàng mới đẩy, vàng mic nhiều. Mic này bán cực kỳ tốt các bác nhé, tiếng hay lắm. Mic này hát cực ngon luôn. Đi bán rất chi là một ngày bọn em bán gần 10 bộ đấy. Không ít đâu. Cả mic này nữa. Cả đi gửi xe với ấy rất nhiều luôn. Đây, mic này rất nhiều đấy. Mấy bộ liền. Bây giờ đâu không kịp có tết rồi. Chị Trang. Vâng, đây là đơn hàng cuối cùng nhá. Hẹn lại các bác gặp các bác trong năm 2019 nhá. Đơn hàng cuối cùng nhá. Đây, hàng của chúng bác đây. Để biết chung Hà Tĩnh. Năm 80 này. Bình Dương này, Lâm này. Đây ghi tên tuổi ông đại các bác nào mà thấy tên mình nhớ cho em phát nhá. Một hai. Bố. Xin chào nhá.